lấy cái hình ảnh của tôi thì nó tạo quảng cáo thì nó nếu lấy thuốc tôi thì không nói gì, nhưng mà nó là không phải lấy thuốc của tôi, nhà tôi nó lại lấy thuốc ở đâu đâu, hay là thuốc nhà nó lại giả danh là thuốc của tôi, nhưng mà địa chỉ nó cũng là địa chỉ của tôi, và người ta thì có cứ giả danh như thế mà không biết là trang nào, nhưng mà tôi cũng cảnh báo với mọi người thì nó đừng làm để xem lại cho nó thực tế, nhà tôi chỉ có trang cà phê.